trời ơi, ông hai này bây giờ mới cho mình về, rồi kêu mình nấu chi hôi quá. Hên quá, có chai dầu thơm xịt khử mùi hết mùi rượu. Thơm à. Chắc ngủ rồi ha. Hay quá ha. Ui da. Anh biết bây giờ là mấy giờ chưa? 2 giờ sáng. Còn dám trả lời vậy đó hả? Anh đi đâu? Anh đi cà phê. Cà phê cái gì? Cà phê gì mà giờ này? Anh đi với ai? Đi với chú Tư với ai? Chú Tư gì mà chú Tư hả? Cà phê thiệt mà. Anh đi cà phê sao đầu hôm tối ôm mò về? Sao không ngồi luôn, anh về chi mới 2 giờ sáng? Anh vô cà phê, anh ngồi coi có 2 tờ báo. Anh quên mất rồi đâu hay tới giờ về nhà thăm em. Anh mê cà phê hay là mê mấy cô mặt đầm? Không có. Anh mê cà phê, ôm người ta mới say gần chết. Anh đi cà phê, lo làm ăn với ông hàng xóm. Anh đâu dám nhìn anh đâu có gì mà giờ em ghen. Nói ra làm sao em tin lòng anh, chú Tư bên nhà cho theo mặn ăn. Làm gì ai tin anh đi mặn ăn đầu hôm tới giờ. Hãy tin lòng mạnh luôn luôn thủy chung sắt son, không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê? Thì giờ đây anh lo thá môi, anh lo kéo cài về nhà bên em. Sống to thuyền anh không ra ngoài khơi, cá không ăn mồi anh đi cà phê. Về nhà em đây mong anh từng đêm cà phê tốn tiền. Hãy tin lòng mạnh luôn luôn thủy chung sắt son, không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê? Thì giờ đây anh lo thá môi, anh lo kéo cài về nhà bên em. Anh đi cà phê sao mà sai tối tăm mặt mày? Anh mê cà phê hay là mê trắng xanh vàng tim? Anh vô cà phê kêu người ta có ly trà đá. Anh đi kiếm tiền lo xây mái nhà thiệt đẹp cho em. Anh nghĩ sao mà tôi tin vậy hả? Anh đi từ sáng cho tới bây giờ 2 giờ khuya rồi đó. Cà phê nào mà chứa anh lâu dữ vậy hả? Thiệt, cái quán này là cái quán mới của ông Tư. Ông muốn hoài cho nên là uống tới khuya cũng được nữa. Anh hay quá ha. Bây giờ cái gì anh cũng trả lời được hết á. Anh trả lời cho tôi nghe, anh đi đâu? Nó nói là đi cà phê mà. Đi cà phê? Cà phê gì mà thơm phức vậy hả? Thì đi cà phê với chú Tư, rồi ông tặng cho chai dầu thơm. Sao? Anh đi cà phê, sao đầu hôm tối ôm mò gì? Sao không ngồi luôn đi, anh về chi mới có 2 giờ sáng à? Anh vô cà phê, anh ngồi coi có 2 tờ báo. Anh quên mất rồi đâu hay tới giờ về nhà thăm em. Anh mê cà phê hay là mê mấy cô mặt đầm? Không có đầm nào hết á. Anh mê cà phê, ôm người ta mới say gần chết dạ. Nè. Anh đi cà phê, lo làm ăn với ông hàng xóm. Anh đâu dám nhìn anh đâu có gì mà giờ em ghen. Nói ra làm sao em tin lòng anh, chú Tư bên nhà cho theo mần ăn. Làm gì ai tin anh đi mần ăn đầu hôm tới giờ. Hãy tin lòng mạnh luôn luôn thủy chung sắt son, không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê? Thì giờ đây anh lo thá môi, anh lo kéo cài về nhà bên em. Sống to thuyền anh không ra ngoài khơi, cá không ăn mồi thì anh đi cà phê. Về nhà em đây mong anh từng đêm cà phê tốn tiền. Hãy tin lòng anh luôn luôn thủy chung sắt son, không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê? Thì giờ đây anh lo thá môi, anh lo kéo cài về nhà bên em nè. Anh đi cà phê sao mà sai tối tăm mặt mày? Anh mê cà phê hay là mê trắng xanh vàng tím hả? Anh vô cà phê kêu người ta có ly trà đá. Anh đi kiếm tiền lo xây mấy nhà thiệt đẹp cho em. Anh vô cà phê kêu người ta có ly trà đá à? Thiệt không? Anh đi kiếm tiền lo xây mái nhà thiệt đẹp cho em. Vợ ơi, tin anh đi. Anh đi cà phê thiệt mà. Anh hứa với vợ, anh đi bữa nay thôi, anh sẽ không đi cà phê nữa. Chắc không? Chắc. Bây giờ anh chặn số ông Tư luôn nè, cho ông Tư khỏi rượu nữa. Tôi tin anh lần này á, tha cho anh đó. Vợ đúng là đáng yêu mà.